cho các bạn. Hôm nay Ngân Nguyễn xin chia sẻ với các bạn bài số 2 trong bán hàng online 101 cách làm online hiệu quả và đơn giản dễ dàng của tác giả Nguyễn Thế Duy. Tiêu đề: giúp khách hàng chia sẻ trải nghiệm dịch vụ sản phẩm. Với những công cụ online hôm nay thì việc chia sẻ những bình luận, những cảm nhận thực tế của khách hàng đã sử dụng dịch vụ hay sản phẩm của bạn trên Internet tương đối thuận lợi và dễ dàng. Không như xưa, khi chưa có Internet, để đưa lời một lời cảm ơn tốt của khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm đến khách hàng thêm tiềm năng trong tương lai không dễ dàng chút xíu nào. Bạn cần in ra tờ rơi đi phát hoặc là trình bày sản phẩm tại phòng trưng bày khá tốn kém. Ngày nay chỉ cần khách hàng chụp hình sản phẩm của bạn và đưa vài dòng cảm nhận lên Facebook hoặc Zalo như: tôi đang dùng sản phẩm này, nó hiệu quả đến không ngờ. Đây là câu chia sẻ của một bạn dùng sản phẩm trắng da. Thế là ngay phía dưới dòng chia sẻ có vài người đang kết nối trên trang Facebook nhảy vào hỏi ngay: mua nó ở đâu vậy? Bao nhiêu tiền một tiếp đó? Da mình khô quá, không biết có dùng được hay không á. Chỉ một dòng chia sẻ đơn giản thôi nhưng bạn đã có cơ hội kết nối với một lượng khách hàng mà nếu không biết cách thì bạn sẽ luôn khá tốn với nhiều chi phí quảng cáo, tuy nhiên chưa chắc chắn đạt hiệu quả. Hôm qua có một bạn nói với mình rằng chi phí quảng cáo Facebook, Google giờ đắt đỏ. Mình hỏi bạn rằng hiện tại chi phí một tháng cho quảng cáo của em là bao nhiêu? Dạ, 10 triệu đồng ạ. Tuy nhiên lúc trước chỉ cần 6 triệu đồng thôi em đã có một lượng khách hàng này, giờ phải chi đến 10 triệu. Mình hỏi tiếp: vậy 10 triệu đồng một tháng em có bao nhiêu data khách hàng tiềm năng? Bạn ấy nói khoảng trên dưới 100 data. Mình hỏi tiếp: vậy chi phí để có một khách hàng tiềm năng là bao nhiêu? Bạn nhẩm tính và nói: dạ, 100.000 một data. Mình tiếp tục: vậy có cách nào khác để có một data khách hàng tiềm năng rẻ hơn 100.000 không? Hay với 100.000 đồng giúp bạn có nhiều data hơn? Sau khi nhẩm tính một lúc thì bạn ấy đã tìm ra được cách khác tuyệt vời hơn. Sau đó bạn áp dụng thì một khách hàng tiềm năng bạn tốn chỉ khoảng 20.000 đồng. Điều này đồng nghĩa với 100.000 đồng bạn có đến 5 khách hàng tiềm năng và 10 triệu đồng bạn có đến 500 khách hàng tiềm năng lận, chứ không phải có 100 khách hàng tiềm năng như trước. Bạn ấy quá bất ngờ. Bạn ấy làm bằng cách nào? Bạn ấy và bạn có muốn mình chia sẻ hay không? Rất đơn giản, bạn làm một món quà chưa đến 100.000 đồng rồi yêu cầu khách hàng cũ chia sẻ lên trang Facebook và tag ít nhất 10 người quen vào bài chia sẻ ấy thì sẽ nhận được ngay một món quà trên. Kể câu chuyện cách làm trên của một trung tâm Anh ngữ. Mình muốn bạn có góc nhìn khác hơn về thế giới kinh doanh online. Facebook và Google là những công cụ tuyệt vời khi ta biết cách. Nếu bạn kinh doanh mà cứ mãi tự mình nói về đại loại như sản phẩm của em tốt lắm, dùng là hết ngay, không ai làm được như vậy, chỉ có nơi em là mới làm được thôi. Không biết sao em với chị có duyên với nhau và gặp nhau đó. Ở trên chỉ toàn là lời nói hay ho mà mình múa môi, múa lưỡi tự khen mình, và khách hàng luôn e dè cách làm như vậy. Một lời chứng thực của khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm sẽ có sức mạnh gấp cả ngàn lần lời nói của bạn. Người làm kinh doanh thông minh là người biết cách tiếp cận mạng lưới khách hàng tiềm năng. Ngoài ra còn có mối liên hệ với khách hàng hiện tại cũng là cách làm khôn ngoan. Câu hỏi ở đây là làm cách nào để khách hàng hiện tại chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời của họ về sản phẩm và dịch vụ của bạn trên Facebook, Zalo, website, diễn đàn, YouTube. Sản phẩm, dịch vụ và cách kinh doanh của bạn tử tế thôi vẫn chưa đủ. Cách kinh doanh hôm nay là phải làm cho thật nhiều người biết về mình nữa.
Bạn tưởng bạn tốt và ngồi đó thì sẽ có nhiều người biết đến bạn à. Giống như ai đó nói, hữu xã tự nhiên hương, cũng có thể sẽ có khách hàng, tuy nhiên nó chậm và làm kinh doanh như vậy thì thụ động lắm. Vậy làm cách nào để cho nó lan truyền, tỏa ra xa cho nhiều người biết? Thế là có nhiều người trổ tài chạy đi quảng cáo Facebook, Google, YouTube, bán online cho giỏi. Cũng tốt thôi nếu bạn có nhiều tiền và mỗi lần quảng cáo như vậy giúp cho bạn có lãi. Một sự thật của những thiên tài chạy quảng cáo là sau một hồi ca bài ca, con cóc giỏi chi tiền chạy quảng cáo làm sao chi phí của nó rẻ thì họ lại rên lúc này quảng cáo sao cạnh tranh quá, rồi bắt đầu chửi, rồi bắt đầu rủa các nhà mạng Facebook và Google sao lên giá cao quá. Bạn có muốn mình chia sẻ từng bước một cách giải làm sao có khách hàng với chi phí rẻ trong bài viết tiếp theo không? Từng bước đọc và cảm nhận những gì cần thiết, bạn ghi chép cẩn thận lại để áp dụng cho kinh doanh nhé. Bài chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Ngân Nguyễn xin chào các bạn.